Chào các bé, hôm nay chị Ong Xanh sẽ cùng các bé tìm hiểu về các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Let's go! Letter W. Worm. Sow. Walnut. Quả óc chó. Watermelon. Dưa hấu. Wolf. Chó sói. Watch. Đồng hồ. Water. Nước. Window. Cửa sổ. Waffle. Bánh quế. Letter X. X-ray. X-quang. X-ray fish. Cá X-ray. Ceras. Chó sói. Xylophone. Xylophone. Sister. Cá sister. Cepheus. Cá kiếm. Simenia. Quả simenia. Xenox. Chim xenốp. Các từ chúng ta học hôm nay thật dễ phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha.